chào các bạn. Hiện tại đang có ngày hội tuyển sinh giới thiệu các trường đại học ở Nhật Bản. Sau đây chúng ta hãy cùng xem đoạn video giới thiệu khoa kỹ thuật hệ thống của trường đại học Wakayama nhé. Khoa kỹ thuật hệ thống có 305 sinh viên năm nhất, 10 lĩnh vực nghiên cứu chính. Phương châm chính của ngành đo đạc hệ thống điện tử là cùng nhau học cách đo thuần thục, khéo léo. Sử dụng sóng siêu âm và tia laser để đo độ lớn vật thể, hình dạng hoặc trạng thái bên trong vật thể đó. Ngành cũng đang nghiên cứu về hệ thống vi cơ điện tử. Ngành cơ điện tử chuyên về nghiên cứu, chế tạo và điều khiển robot. Sinh viên học ngành này sẽ cùng nhau suy nghĩ, tìm ra cách làm sao để điều khiển robot theo ý muốn và có ích cho con người. Mục tiêu của ngành hệ thống thông tin học là kết nối với thế giới thông qua chiếc máy tính. Những nghiên cứu mới nhất liên quan đến hệ thống truyền thông cũng đang hướng đến việc ứng dụng vào những lúc gặp thảm họa. Mục tiêu của ngành khoa học công nghệ thông minh là đưa công nghệ tiếp cận với con người với nhiều nghiên cứu đa dạng như robot, trí tuệ nhân tạo hay kỹ thuật chỉnh sửa hình ảnh. Ngành thiết kế truyền thông thì hướng đến việc đào tạo những nhân tài thiết kế, biết sử dụng kỹ thuật IT tiên tiến. Ngoài việc học về phần mềm như đồ họa máy tính, hoạt hình, sinh viên cũng được học cách thiết kế phần cứng máy tính. Ngành thông tin xã hội chuyên về tìm kiếm, nghiên cứu hệ thống thông tin, giúp cuộc sống con người và xã hội thêm phong phú. Sinh viên sẽ học cơ chế vận hành của Internet, máy tính, tìm kiếm những phương thức giao tiếp mới giữa người với người. Các giáo viên và sinh viên đang giao lưu, trả lời những thắc mắc của các bạn học sinh trung học. Ngành ứng dụng vật lý học chuyên về nghiên cứu cách vận hành ánh sáng và điện tử trong thế giới nano. Sinh viên sẽ được học về cơ học lượng tử, chất bán dẫn, tinh thể nano, được đào tạo nền móng cơ bản phục vụ cho nền công nghiệp. Ngành hóa học thì lý giải và chế tạo nguyên vật liệu bằng công nghệ nano, hướng đến việc tìm kiếm, phát triển những dạng vật chất ưu việt dựa trên nền tảng kiến thức về hóa học, vươn đến một thế giới mang tầm đẳng cấp nano. Ngành khoa học môi trường chuyên về nghiên cứu môi trường vùng miền nhằm hướng đến một xã hội bền vững. Sinh viên học ngành này sẽ nghiên cứu nước, ánh sáng mặt trời, nhiên liệu sinh khối với mục tiêu xây dựng một xã hội tuần hoàn tài nguyên. Mục tiêu của ngành thiết kế môi trường là tạo lập mối quan hệ tốt đẹp giữa con người với thiên nhiên. Sinh viên sẽ được học về thiết kế công trình xây dựng, đô thị hoặc khả năng tái sinh tự nhiên. Hãy đến với chúng tôi, đến với ngôi trường Wakayama này nhé! Người tường thuật là Huỳnh Lê Kim Ngân, sinh viên năm 3 khoa tiếng Nhật của trường Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh